có đèn đường. Cái gì bảo? Họ nướng bánh mì sáng bữa. Chấm nước mắm, bánh tráng chấm nước mắm. Đó. Món mới. Món ở vùng Hưng Phú Yên. Phú Yên. Dạ. Phú Yên ăn lộn. Mắt cá ngừ đại dương. À, cái này hầm á anh. Hầm. Hầm. Hầm kiểu dạng thuốc bắc. Hầm thuốc bắc á, cái dạng. Cái dạng hầm thuốc bắc. À. Biết có gì hôm nay lát tao lấy tiền phục vụ lại đó nghe. Bảo bên anh đi, bảo bên anh đi, bảo bên anh đi, ngon á anh đi chụp hình đi cho biết. Em ăn cái nước thôi rồi ăn luôn nước này. Ngon. Nhỏ nhỏ. Dạ. Chén nhỏ nè. Cá ngừ ăn với mù tạng. Nhưng mà hình như không có mù tạng. Đây nè. Thành phố Thanh Hóa. Cơm chiên ăn sáng. Cơm chiên ăn sáng. Ừ. Ăn sáng búp bê. Nguyên một cỡ
hàm rồng quá. Hàm rồng. Rừng ngồi. Xuân ngồi về đập. Bình Định, Hà Nội. Thành phố Hà Nội. Giờ đây là vô thành phố Hà Nội. Ừ, tới thành phố Hà Nội rồi. Tháp quan đẹp ghê không Hà Nội. Hai trăm sáu mươi mét nữa là rẽ phải là tới luôn. Có cái chéo. Đường xuống hôm nay nhà có ai hả? Nhà này có... nhà có ai có lính gác không? Nhà có cơm rồi. 200 mét là nhà nó đây rồi. Đúng rồi. Có đây rồi. Nó đây. Trên đó. Có cái cánh này. Thấy không? Cánh là đúng luôn. Ở đây đúng không? Đúng 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 đúng. Đây Mường Thanh. Đây là. Đây là. Tôi đang quay. Rồi đi. Đây là tiệm cơm nè. Ở đây không? Gà anh gấp gà lên cho dùm luôn. Gấp gà lên cho dùm. Đây là gà giống như gà ác nào á. À, món giống gà ác. Đang biết ác. À, ăn vô là ác nhất. Ăn này là tắc nè. Cái hạn gọi là cái hạn. Rồi anh ăn đi, anh ăn tự nhiên đi. Này là bia Trạng Nguyên phải không anh? Bia tiến sĩ. Tiến sĩ. Này là bia tiến sĩ. Đi ăn bánh tôm Hồ Tây nổi tiếng Hà Nội. Uống thử bia Hà Nội. Đây, bia Hà Nội. Đây. Cái này là
ốc luộc với cái này là bánh tôm ha. Bánh tôm cuốn rau sống. Cũng biết này là món chả cá lã vọng. Em ơi. Chấm mắm tôm mà anh với bánh phồng. Do mình với rau bánh phồng với không có rau ngán quá. Ăn bún. Món rau món lã vọng. Chả cá lã vọng. Đặc sản miền Bắc. Gốm sứ cao. Đưa tay. Hỏi nhá. Một xe chính phủ 80 anh. Đi đặt hàng. Ôi xa. Quá xa. Quay đầu ra nữa. Đúng rồi. Đây nè, lũ mình tắt quá trời luôn nè. À hả? Vâng. Ngay chỗ đó.